Cái thì đây là bác sĩ đưa đúng không? Nhưng mà hôm nay phải chú cháu mình cái thời gian này bác sĩ đưa sao tối hôm nay là thời gian tháng 7 có vấn đề và điều trị xong 2020 anh em chúng tôi đang nằm điều trị cách ly tại phòng cách ly bệnh viện xe Đà Nẵng. Bây giờ phải chú cháu mình nha, thoải mái phải chú cháu mình và tối hôm nay bác sẽ có một cái buổi giao lưu với nhau, tạo một cái niềm vui cho em. Hát vài hát năm anh em cho một chiếc xe tăng. Đấy, con máy bác cùng với con nhé. Máy bác cùng với con mình hát bài đi, bài rất là hoành tráng này. Mong anh em trên một chiếc xe tăng như năm bông hoa nở thành một người, như năm ngón tay trên lòng bàn tay đã suốt năm người. Anh em mỗi đứa một quê đã lên xe ta hòa cùng một hướng, ô bay lên ta tất cả xuống phong mỗi quân thần kia có tiếng cồng. Bác sĩ Đương là cũng là bác sĩ phong trào của bệnh viện C. Tôi đoán được rồi, đúng không? Bác sĩ phong trào nữa, ngoài cái chuyên môn về y tế ra, còn bác sĩ phong trào. Con không biết có phải chủ tịch công đoàn không biết nữa. Công đoàn. Chào mừng chủ tịch công đoàn. Hy vọng là mấy chú có muốn hát nữa không ạ? Muốn hát nữa không? Chào. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Thôi bây giờ là nếu như con cháu ở lại đây nữa, nếu như không có sự điều động thì chắc chắn để thống thêm bệnh nhân 420 cháu điều trị. Nếu mà cháu định ở lại đây thì cháu sẽ buộc cho máy bắt rất là nhiều, có một thời gian cho máy bắt thư giãn, nhưng mà rất tiếc là thôi thời gian là tối rồi để cho máy bắt ngủ nha. Thôi hy vọng máy bắt ngủ ngon nha. Rồi chào các bạn. Cái là cũng có lẽ là đây tôi cũng không phải lớn tuổi nhưng mà tôi cũng xin phép các cụ, chú bác này là cũng rất cảm ơn bác sĩ Đường đã lên đi dù mấy hôm thời gian ngắn nhưng cũng rất tận tình, anh ạ, chân tình tình cảm đối với anh em rất là vui. Xin cảm ơn bác sĩ Đường. Còn nếu như mà bác sĩ Đường là một ngày tới trong thời gian anh em ở lại đấy, bác sĩ Đường mà vẫn còn tiếp tục là chăm nom cái khoa này cũng là tốt thôi. Nhưng nếu vì điều kiện công việc, điều kiện chuyên môn, bác sĩ đi cái khoa khác mà điều trị tốt cho bệnh nhân COVID để mà mình tránh tức là vượt qua quả COVID thì cũng rất là mừng. Dạ. Mà điều rất là quý. Đó là cũng chào mấy chú mấy bác. Đây chào. Vâng, cảm ơn chú. Có gì cũng mong nha. Chú Trinh cô kia ghi nhớ chú Trinh. Vâng. Tất cả nơi nào cũng là nhiệm vụ.